tối ngày 13 tháng 1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vào khoa ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng để thăm ông Nguyễn Bá Thanh. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người được các trang mạng thường xuyên nhắc đến, chung quanh các tin tức đồn đãi về chuyện ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc. Trung Quốc và Mỹ vừa bắt đầu một cuộc diễn tập chung về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa trên Biển Đông. Người đại diện phía Hoa Kỳ cho rằng cuộc diễn tập cho thấy cam kết giữa hai nước nhắm đến mục tiêu xây dựng mối quan hệ quân sự toàn diện và vững mạnh để giải quyết những thách thức về an ninh, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai toàn khu vực. Những thợ lặn Indonesia hôm nay đã vớt được chiếc hộp đen thứ hai ghi âm các cuộc trao đổi trong buồng lái của chiếc máy bay gặp nạn thuộc hãng hàng không AirAsia. Chiếc hộp được tìm thấy gần nơi chiếc hộp đen được phát hiện ở đáy biển Java cách đây 2 ngày. Tờ Charlie Hebdo của Pháp sẽ cho in hình biếm họa của nhà tiên tri Mohammed mang tấm biển "Tôi là Charlie" trên tuần báo tiếp theo sau khi tòa báo này bị những tay súng theo đạo Hồi tấn công hồi tuần trước. Theo kế hoạch, số báo mới sẽ được xuất bản vào thứ Tư tuần này với con số ấn phẩm dự kiến lên đến 3 triệu bản, vượt xa con số bình thường trước khi báo bị tấn công là 60.000 bản.